sống trên cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bầu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trôi lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh con bao người đang giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn loài. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo thường lệ thì chúng ta mỗi nửa tháng có một ngày tịnh tu dành cho Phật tử. Theo nhu cầu của Phật tử muốn có một nơi chốn an ổn để tập tu, thúc liễm thân tâm để tiến tu trên con đường an lạc giải thoát. Do vậy mà với đồng từ của Hòa Thượng và Viện Chủ tại Thiền Viện Sơn Thắng đã sắp xếp và chọn được những cái ngày cho phép chúng ta được quy tụ về đây để tu tập. Thì hôm nay cũng như thường lệ chúng ta quy tụ về đây để tu tập một ngày. Song song theo đó thì cũng có quý thầy đến để chia sẻ giáo lý để chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn, để chúng ta nương nơi đó mà ứng dụng tu tập cho có lợi ích, cho được an lạc trong hiện tại và tương lai. Vậy mà trước khi có lời, chúng tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ toàn thể quý Phật tử của đạo tràng tịnh tu lần thứ 36 tại Thiền Viện Sơn Thắng luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập để đạt được kết quả tốt, an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi sẽ nói một cái đề tài gọi là nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Nhân thân năng đắc tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Như vậy thì nói thân người mình khó được, Phật Pháp khó nghe. Thân người mình khó được là nói về cái thân của đời sau, của kiếp sau. Chứ kiếp này mình đã có thân người rồi, đúng không? Nhưng mà mất thân người này để có thân được người kiếp sau thì rất là khó. Tại vì có những người quan niệm chết thì hết, không còn gì nữa. Nhưng sự thật ra mình chết còn luân hồi, còn tái sanh, cho nên còn có đời sau. Mà nếu đời này chúng ta không có khéo tu tập, không có làm lành làm phước, thì
cái đời sau khó mà kiếm được thân người, cho nên gọi là nhân thân năng đắc. Đấy. Như vậy thì mình là con của Đức Phật, nên những gì của Đức Phật dạy nhắc nhở thì chúng ta phải hiểu biết, ghi nhớ và thực hành theo, thì mới xứng đáng là cái người con của Phật. Vậy hôm nay mình thử mình nghiên cứu xem thử coi Đức Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, vậy mà nó như thế nào. Quý vị mình thấy Đức Phật nói là cái được thân người là khó, vậy quý vị mình thấy có khó không? Ngày xưa đó, khi một hôm đó Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo cũng rất là đông, thì Đức Phật nói cái đề tài này nè. Đức Phật hỏi chư tỳ kheo, ví dụ như có con rùa mù 100 năm, nó ở dưới biển đó, nó mới nổi lên mặt biển một lần. Ở trên mặt biển đó, đó có cái bọng cây, mà cái con rùa mù đó nó tìm vô bọng cây đó, nó chui vô vậy đó, là khó hay dễ? Quý vị mình nghĩ khó hay dễ? Cái con rùa nó mù, nó không thấy đường, mà nó nổi là nổi định kỳ, chứ nó không phải nổi thường ngày ở trên mặt biển. Nó nổi định kỳ 100 năm nó mới nổi một lần, mà nó tìm cái bọng cây ở trên cái mặt biển đó, nó chui vô, quý vị mình thấy rất là khó. Tại vì biển thì mênh mông bao la đó, mà con rùa thì tới định kỳ 100 năm nó nổi lên, có khi nó nổi lên mặt biển thì cái gốc cây đó không biết nó trôi đi hướng nào rồi nữa. Đấy, cho nên vì vậy rất là khó. Cho nên chư tỳ kheo nói thiên nan vạn nan, ngàn lần khó, ngàn lần khó, muôn lần khó, khó dữ lắm, khó được thân người vậy lắm. Khó được cái tìm con rùa mà tìm bọng cây đó. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy chứ mà con rùa đó nó tìm bọng cây đó còn dễ hơn mất thân người mà tìm được. Như vậy là mình mất thân người mà tìm được còn khó hơn con rùa mà tìm bọng cây. Tôi cho con rùa đó sáng mắt, cho con rùa đó mỗi ngày nó nổi lờ đờ trên mặt biển, chưa chắc đã tìm được bọng cây mà chui vô nữa. Đúng không? Quý vị nghĩ đúng không? Tại vì biển đâu phải như cái sông Bắc Câu Chiên mình đây, đâu phải như cái hồ. Đấy, thì như vậy á, biển là mênh mông bao la, mà con rùa rất là nhỏ nhoi, ở ngoài biển nó sóng gió nhập chập trùng, cây thì nó trôi nổi không biết hướng nào. Có khi mà đeo được vô khúc cây rồi mà chưa chắc nó chui vô cái bọng cây được nữa. Tại vì sóng dồ dập vô và đâu phải yên bình giống như là cái mặt sông của mình đâu, không phải dễ như thế. Như vậy mà Đức Phật nói á, cái con rùa mù đó mà tìm bọng cây á, còn dễ hơn mình mất thân người tìm được. Cho nên cổ đức ngày xưa có nói đó, thiên niên thiết thọ khai qua dị, nhất thất nàng thân vạn kiếp nàng. Ngàn năm cây sắt trổ qua đó còn dễ, còn khi mình mất thân người đó tìm lại được này á, rất là khó. Quý vị mình thấy không? Ngàn năm cây sắt trổ qua mà nói còn dễ, cây sắt mà trổ qua mà nói dễ. Đấy, còn mà mình mà khi mà mất cái thân này rồi đó, tìm được cái thân này á, rất là khó, vạn kiếp nàng, rất là khó. Vậy thì cái khó ở đây đó, Đức Phật nói đó là con người mình á, phải tu tập nhiều phước đức, nhiều đời kiếp dữ lắm mới làm được con người. Như vậy á, cho nên mình làm được con người á, là trải qua tu tập nhiều nhiều dữ lắm. Cho nên Đức Phật ví dụ rất là nhiều cái công việc như vậy. Cho nên tôi nhớ hồi xưa khi trong cái coi bài kinh á, Đức Phật một hôm thì có ngày Tu Đạt. Cái ông Tu Đạt này đó là ổng đi qua, ổng hỏi vợ cho con ổng bên một cái xứ đó, thì nghe Đức Phật thuyết pháp, ổng ngộ được, ổng rất là quý, rất là thích, cho nên muốn đem Phật pháp đó về xứ ổng để truyền bá cho Phật tử, nhưng mà không biết làm sao đem về. Như bây giờ thì dễ, bởi vì mình thấy bây giờ thì đem về rất là dễ, mình lại chỗ Đức Phật giảng, mình quay video, quay phim gì đó, cái mình thu băng mình đem về mình phát ra cho dân mình ở đó nghe rất là dễ. Nhưng mà lúc đó chưa có, cho nên vì vậy đó ông mới nghĩ nếu mà muốn đem giáo pháp về ở xứ mình đó, để cho mà dân chúng được hưởng nhờ cái phước đức này đó, thì bây giờ mình phải về mình kiếm mình mua đất rồi cất tinh xá và thỉnh Đức Phật về đó để thuyết pháp. Thì như vậy đó thì mới có thể đem chánh pháp về xứ mình được. Ông nghĩ như thế, bắt đầu ông về. Thì ông về, ông đi kiếm vòng vậy đó. Thì ông thấy một cái chỗ đó, ông rất là ưng ý. Cái chỗ vườn của ông Thái tử Kỳ Đà đó, ông hỏi ông mua. Ông Tu Đạt đó là ông cấp cô độc, tức là tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà ông thường hay cung cấp, thường hay giúp đỡ những người cô đơn, cô độc.
Cho nên như vậy mà ta đặt cho ông cái biệt hiệu là cấp cô độc, những người hay làm từ thiện, hay giúp đỡ những người cô đơn cô độc, cho ông tên là Tu Đạt. Thì ông về ông đi mua đất, thì ông mua mà Thái tử Kỳ Đà thì ông đâu có thiếu tiền đâu, cho nên ông đâu có bán. Mà ông này cứ gạ gẫm hoài, nói tới tôi thấy cái miếng đất này tốt lắm, chỗ này vị trí này rất là lý tưởng, nếu về đây mà xây tinh xá thỉnh Đức Phật về đây thuyết pháp thì dân chúng ở đây được hưởng nhờ dữ lắm, như thế như thế. Nói nhằn hoài, cuối cùng thì ông Tu Đà, ông mà Thái tử Kỳ Đà đó, ông mới nói thế này, ông nói lẫy, ông nói thôi được rồi, giờ tôi bán cho ông, mà bằng cách ông lót vàng tới đâu á thì tôi bán đất tới đó, tức là bằng cách lót vàng tới đâu là bán đất tới đó. Thì ông hứa rồi lại về ông xuất kho ra cho người chở vô để mà lót vàng, lót vậy đó. Lót tới chỗ mấy gốc cây đó thì ông mới ngồi ông trầm ngâm, ông suy nghĩ bây giờ không biết phải làm sao. Thì khi đó ông mà Thái tử Kỳ Đà đó nghĩ là ông này cũng hối hận rồi, hỏi bộ ông hối hận rồi sao mà gọi là đứng mà suy tư như thế. Nó không có, tại vì tôi nghĩ đất thì tôi lót vàng tôi mua được đó, còn gốc cây này không biết làm sao lót, tôi tính trừ hao một đống vàng đây để trừ hao cái gốc cây đó, tại gốc cây nó mọc lên vậy đâu có lót vàng được. Đấy, thì ông Thái tử Kỳ Đà mới nghĩ không biết Đức Phật như thế nào, giáo pháp Đức Phật ra sao mà ông này ông dám bỏ vàng để ông mua lót đất, ông mua đất như thế. Thôi được rồi ông Tu Đạt, bây giờ đó vườn thì tôi bán cho ông, còn cây thì tôi cúng dường. Đấy, cho nên vì vậy đó mà sau này tụng kinh, quý vị mình thấy kinh trong các kinh Di Đà này cái nọ đó, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, cấp cô độc viên là vườn cũng cấp cô độc. Cái chỗ tinh xá đó xây dựng mà vườn thì cũng cấp cô độc, còn cây thì cũng của Thái tử Kỳ Đà. Đấy, cho nên vì vậy đó mà khi đó rồi cái ông mới qua ông thưa thỉnh Đức Phật cho người đi về để mà ông coi xây dựng cái công trình là tinh xá đó. Đấy, thì lúc đó Đức Phật mới chỉ định cho ngài Xá Lợi Phất về đó để mà chỉ đạo coi xây dựng cái công trình cái tinh xá đó. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất đó, ngài đi về đó, ngài định vị xong rồi đó, đi mới coi vòng vòng để mà cất cái tinh xá, gọi là tinh xá Kỳ Viên đó, xây dựng đó. Thì lúc đó quý vị biết không, ngài Xá Lợi Phất ngài rớt nước mắt, ngài buồn. Thì ông Tu Đạt đó, tức là ông cấp cô độc đó, ông sợ chắc là có trở ngại gì đây khi khai tinh xá, tại vì Đức Phật mà đi đến đâu á thì thường nhất là những cái người mà đệ tử của ngoại đạo á, nó hay bỏ để đi theo Đức Phật, tức là nó hay gia nhập vô theo đạo Phật, tại vì là nghe Đức Phật thuyết pháp là nó coi như là thích bỏ đạo mà đi theo đạo Phật. Cho nên Đức Phật đi đến đâu thì thường mất cái tín đồ của ngoại đạo, cho nên vì vậy đó mà đi hoằng pháp thường hay trở ngại, chứ không phải là không có trở ngại đâu. Thì sợ ở đây xây dựng này chắc có trở ngại, bị cản trở những cái này cái kia cái nọ, cho nên ông Tu Đạt ông rất là lo. Thấy ngài Xá Lợi Phất trầm ngâm mà buồn bã vậy đó, thì khi đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói thế này nè, nói không phải, xây dựng tinh xá thì cũng không có gì trở ngại, nhưng tôi chỉ buồn là tôi thấy con kiến. Cái con kiến này đó, lúc xưa đó, lúc mà Đức Tỳ Bà Thi đó, lúc mà Đức Phật quá khứ đó, thì con kiến nó vẫn là con kiến. Tới hôm nay á, là Đức Phật Thích Ca ra đời, tức là 7 Đức Phật rồi, mà thấy con kiến nó vẫn là con kiến. Nó hơi bự hơn kiến lúc trước một chút thôi, quý vị mình thấy trải qua 7 đời Đức Phật rồi bao nhiêu năm? Nhiều dữ lắm, đúng không? Bao nhiêu vô lượng kiếp. Như vậy đó mà con kiến nó vẫn là con kiến, thì bị quyền nghĩ á, như vậy con kiến nó chừng nào làm được con người? Chừng nào làm được con người? Thì vậy mà nếu mà mình á, làm được con người như vậy đó, thì mình phải trải qua thời gian tu tập chừng bao nhiêu? Nếu mà bây giờ đừng nói gì, mình lỡ mình rớt vô một cái loài súc sinh, như mình thấy bây giờ loài kiến thôi, chừng bao nhiêu con? Ở thế giới mình đây bây giờ loài người mình chừng 8 tỷ người đi, nhưng mà một ổ kiến chừng bao nhiêu con? Đấy, cho nên vì vậy đó mà mình mà tìm được một cái thân người mình á thì rất là khó, chứ không phải là đơn giản, rất là khó được thân người lắm. Cho nên Đức Phật nói là cái nhân thân năng đất, được thân người rất là khó dữ lắm, tại vì trong 6 chỗ luân hồi
mà chỉ có một chỗ là cõi người thôi. Còn cõi súc sinh, ngạ quỷ, rồi ở trên Atula, trời, cõi người mình chỉ có một thôi, sáu cõi chỉ có một cõi người. Mà nội mà súc sinh không, quý vị mình để ý coi coi, như ở dưới sông đó, bao nhiêu loài thủy tộc, cá rồi chạnh rồi cua rồi đủ thứ chừng bao nhiêu con, rồi ở trên đất này bao nhiêu loài côn trùng, rồi ở trên rừng bao nhiêu loài cầm thú. Như vậy thì quý vị mình nghĩ, mà nếu mà mình lọt vào một thế giới của loài súc sinh thôi, thì chừng nào đây mình mới lên thành được con người. Như con kiến đó, ngày sau là Phật thấy từ mà cái lúc Đức Phật còn ở quá khứ là đã có con kiến đó rồi đó. Vậy mà tới bây giờ đây, con kiến nó vẫn là con kiến, nó hơi bự hơn chút xíu thôi. Vậy nó tu chừng bao lâu thành được con người? Và nếu mình lỡ mình rớt vô, mình không có tu đó, mình rớt vô cái loài súc sinh, cái con gì đó, mà mình nhớ đi, rất là nhiều nhiều con, mình so với mình đây thì mình không có nhầm gì hết trơn á. Đấy, là loài súc sinh thôi. Mà súc sinh quý vị biết không, nó rất là ngu muội, cho nên rất là khó tu. Tại vì bản năng của nó, ví dụ như con mèo nó gặp chuột thì nó cắn, con chó thì nó hung dữ, hay là con rắn thì nó hung dữ, vân vân. Như vậy đó thì chừng nào để nó ngộ được Phật Pháp để tu hành. Quý vị thấy vậy, muốn được làm thân người khó không? Rất là khó nha, chứ không phải dễ đâu nha. Rồi tôi nói ví dụ đi, bây giờ á, làm thân người vậy đó, rồi bây giờ nếu mà con người mình á, mà rớt ở dưới cõi địa ngục thì làm sao tu đây? Loài súc sinh á, cũng khó tu rồi đó. Loài súc sinh là khó tu, tại vì nó ngu si đần độn, hay theo nghiệp của nó hung sùng này kia cái nọ, mà nó cứ sống theo bản năng của nó vậy thôi. Từ cái sống theo bản năng nó sinh hoạt vậy thôi, ăn nuốt lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau, hung sùng ngu si vậy đó. Thì vậy thì chừng nào để mà có phước đức để thành người? Rồi nếu mà bây giờ rớt trong cái cảnh địa ngục, cái địa ngục thì Đức Phật nói là khốn khổ, không có giờ khắc mà rảnh rỗi. Giống như bây giờ quý vị mình thấy những người mà bị giam cầm trong ngục tù đó, rất là khổ sở, khốn khổ, khốn cùng như vậy đó, thì làm sao có thời gian rảnh, có mà yên ổn để mà mình tu tập đây, để được làm thân người đây? Đâu phải dễ đâu, rớt làm cái loài địa ngục thôi là nó khó rồi, rất là khốn khổ. Không có thời gian nào mà kẻ hở rảnh rỗi, bị tra tấn, bị khảo đầy đọ đủ thứ cái đau khổ. Như đừng nói gì mình đây nè, mà lúc mình bệnh thôi mà muốn tu còn khó nữa, chứ đừng nói chi tới gì hết trơn. Bình thường mình thì mình giữ chánh niệm đó, mình có khi mình cũng sợ tội phước, có khi mình cũng nhớ mình niệm Phật đó. Nhưng mà lúc mình bệnh rồi đó, nó đau nhức, nó đau đứt ruột, đứt xương, thấu xương vậy đó, mình còn nhớ mình niệm Phật nổi không? Mình nhớ mình tu được không? Mới bệnh thôi chứ chưa nói ở cõi địa ngục mà hành hạ cực khổ, kìm kẹp nữa. Để quý vị thấy vậy đó, làm sao tu để được thành người đây, làm sao tu để được có phước đây? Cho nên làm được con người khó dữ lắm. Rồi nếu mà rớt cái loài ngạ quỷ, ngạ quỷ là cái loài quỷ đói ha, quý vị mình nghĩ cái loài ngạ quỷ là quỷ đói khát, chơi vơi vất dơ vất dưỡng như vậy đó, thì làm sao mình tu đây? Quý vị thấy không? Cho nên khó dữ lắm chứ không phải dễ. Nói như vậy thì quý vị mình biết đó, mình mà được làm cái thân người thì rất là khó, tức là mình mất cái thân người này mà tìm lại được, tức là do mình tu tập nhiều đời kiếp, nhiều phước đức dữ lắm mình mới làm được con người. Như vậy thì làm được con người á, nó khó, khó dữ lắm. Cho nên bây giờ á, mà muốn làm được con người trọn vẹn, mình phải làm gì? Có khi mình làm được con người mà nó đâu trọn vẹn đâu, đúng không? Bây giờ mình muốn làm được con người mà trọn vẹn đầy đủ, mình phải làm sao quý vị biết không? Mình tu tập cái gì, mình làm cái gì để được làm con người trọn vẹn đúng không quý vị biết không? Thuộc bài rất là hay, cho phá tay đi. Coi như á, Đức Phật dạy đó, mình mà giữ năm giới, tức là tu phước giữ tròn năm giới, là người đó đó làm được thân người trọn vẹn. Đức Phật nói ngũ giới bất trì nhân thiên đạo đoạn. Năm giới mà không giữ á, thì cái con đường lên cõi người, cõi trời bị bít lối. Như vậy thì mình lên được cõi người, mình lên tiến lên nữa đó là nhờ gì? Giữ năm giới. Cho nên nói là cái năm giới đó là cái gọi là người nào mà giữ tròn năm giới đó đó thì đời đời qua lại chốn nhân thiên chống thành Phật quả, đời đời qua lại cõi người rồi cõi trời để thành Phật, chứ không có lui sụp, không có đọa ba đường ác. Như vậy thì mình á, làm được con người mà hoàn chỉnh được, hay là muốn được làm thân người đó, thì phải giữ năm giới. Cho nên trong ngũ thừa Phật giáo đó có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thì như vậy thì nhân thừa đó là người đã giữ năm giới
thì mình lên cái chiếc xe, thừa là chiếc xe, mình lên chiếc xe để mình trở về cái kiếp người của mai sau. Đấy, bây giờ mà mình giữ năm giới tức là mình đã mua cái vé xe rồi đó, mua cái vé để mà kiếp sau mình đi lên làm con người hoàn chỉnh đầy đủ hơn. Tại Đức Phật nói người nào mà giữ giới không sát sinh đó, thì người đó sau này đó, hiện đời đây đó, thân thể mình đó, không bị tù tội giam cầm, không bị tử hình, phải không nè? Mà tương lai đó là người đó thân thể ít bệnh hoạn, đau yếu, không có bị chết yểu. Mà chẳng những mình không sát sinh mà còn phóng sinh nữa. Đấy, thì như vậy thì đó là một cái nhân tố để mà sau này mình có được thân người mà gọi là sống dai, đầy đủ, thân thể mình không có bị bệnh hoạn đau yếu, không có bị chết yểu. Rồi á, mình không có trộm cướp á, thì Đức Phật nói người nào mà giữ giới không trộm cướp á, thì sau này đó người đó giàu có, của cải dư giả, không có phải nghèo cùng khốn khổ. Những người bỏng sẻn tham gian, những người mà không có giữ giới trộm cướp là người đó sau này đó là nghèo cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đấy. Còn mình giữ được cái giới mà không có trộm cướp này đó mà còn bố thí nữa thì đời sau này đó mình sẽ giàu có, của cải dư giả. Đấy, Đức Phật nói như vậy đó. Rồi người mà giữ được cái giới không tà hạnh đó thì đời ngay nơi đời đây gia đình mình hạnh phúc, chồng hòa vợ thuận, con cái hiếu thảo, đầy đủ cái hạnh phúc của gia đình. Và tương lai đó người đó được đẹp đẽ, tức là thân thể người đó được đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, không ai phá vỡ trinh tiết của vợ con người đó được. Đức Phật nói như vậy đó. Tức là người nào giữ cái giới mà gọi là tà hạnh mà còn biết tiết dục nữa thì người đó sẽ trọn vẹn thân thể đẹp đẽ của sau này. Rồi cái người mà giữ giới không nói dối, nếu mà nói người mà giữ giới không nói dối đó thì hiện đời đây người đó không bị mất uy tín, không bị người ta khinh thường, không bị đâu chối. Mà tương lai á, sau này khi mà làm được thân người đó, người đó cái tướng lưỡi được rộng dài, tức là lời nói thanh tao, nhiều người kính yêu, nói ra là người ta yêu, người ta quý. Còn nếu mà mình không giữ cái giới đó thì sau này mình có khi được cái thân mà mình nói không được, câm ngọng ú ớ gì đó. Do như vậy đó mà Đức Phật nói nếu mà mình giữ được cái giới không nói dối thì mà chẳng những mình không nói dối mà còn nói lời chân thật, ôn hòa ái ngữ nữa. Lời nói là nói đúng sự thật, không có nói dối gian, không có nói xảo mị, rồi không có nói những lời mà chia rẽ, rồi không có nói những lời thô ác, vân vân. Cho nên vậy mình phải nói lời ôn hòa, rồi nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, vân vân, nhã nhặn. Thì người đó sau này đó được cái tướng lưỡi rộng dài. Như Đức Phật có một cái tướng trong 32 tướng đó, là cái lưỡi ngài đó trùm cả mặt vậy đó. Nói trùm mặt chứ quý vị mình có học, có đọc trong kinh mà Di Đà không, cái lưỡi trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Mình giờ lưỡi mình có người nào khó có người liếm tới đụng lỗ mũi nữa không? Cho nên nó trùm cả mặt, chứng tỏ mình chưa có giữ trọn vẹn cái giới nói dối. Đấy, người mà hiện tướng lưỡi rộng dài đó, rồi nói ra thì nhiều người kính yêu, tức là nói ra là người ta chấp nhận, người ta nghe liền. Còn mình bây giờ mình nói người ta đâu nghe đâu, phải không? Chứ mà cái người mà giữ được cái giới nói dối này ra, không nói dối này đó, thì sau này cái lời nói ra là uy quyền, lời nói ra là nhiều người kính yêu dữ lắm. Rồi không uống rượu, không uống rượu say xỉn. Thì người mà không uống rượu say xỉn, Đức Phật nói ngay nơi đời đây đó, người đó cũng được hạnh phúc, ít có bệnh hoạn. Đúng ra trong kinh đó, Đức Phật dạy tới 10 cái lỗi đó. Khi mà cái người uống rượu say xỉn có nhiều lỗi dữ lắm. Thứ nhất là mình rơi rớt tiền của mình không hay, sai rồi mình đâu có biết đâu. Thứ hai là cơn giận mình nó hay bùng bốc nổi lên. Rồi cái lòng giết hại của mình nó sân hận, cái dòng giết hại mình nó cũng phát triển lên. Cái nữa đó là mình coi như là dễ sanh bệnh hoạn. Bây giờ người ta nói là uống rượu nhiều thì dễ bệnh chai gan rồi gì đó, dễ sanh bệnh hoạn. Cái nữa đó là cái trí tuệ mình nó giảm lần. Rồi Đức Phật nói sao, rồi cuối cuộc đó là người đã chết, bị đọa vào cái chỗ khổ. Đó là chỗ khổ. Tại vì hiện đời mà mình không có tỉnh sáng, rồi mình nóng giận, mình không biết kềm chế, rồi mình coi như là cái lòng ác của mình nó hay trỗi dậy lên, vân vân. Như vậy do những cái nhân đó mà sau này đó mình sanh vào cõi dữ. Còn cái người mà giữ được cái giới không sai xỉnh như vậy đó, thì quý vị mình thấy không, ngay ở đây người đó có trí tuệ, và tương lai người đó có trí tuệ minh mẫn, đầy đủ sự sáng suốt. Đấy, thì mình nói Phật dạy mà giữ tròn năm giới đó thôi,
giữ tròn năm giới vậy thôi đó, là người đã đủ tư cách làm một con người trong hiện tại và tương lai. Quý vị mình thấy không? Cho nên như vậy mà trong kinh đó, Đức Phật thường hay nói hoài, tức là mình người Phật tử phải gắng giữ gìn năm giới. Gắng giữ gìn năm giới để làm gì? Để làm một con người bây giờ đây á, là tương đối hạnh phúc, đầy đủ trọn vẹn một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và tương lai người đó sẽ là một con người đầy đủ, hoàn chỉnh, tốt đẹp hơn. Mà thực sự mình thấy rõ ràng, nếu người nào mà giữ tròn năm giới như vậy đó, quý vị mình thấy á, nếu là một người nam thì một người chồng là một người chồng coi như là gương mẫu. Còn một người vợ thì một người vợ trinh tiết, đảm đang. Còn một người con mà giữ năm giới trọn vẹn vậy thì người con là hiếu thảo. Đấy. Còn nếu bây giờ đó là một người Phật tử, cũng là một người Phật tử thuần thành, giữ năm giới như thế. Còn nếu bây giờ là người công dân ở xã hội thì là người công dân gì? Là người công dân tốt nha, công dân tốt, công dân đạo đức đó. Cái người đó là người gương mẫu, giống như bây giờ vô nhà mà thấy người ta để là gia đình mẫu mực, con cái hiếu thảo. Một hai cái tiêu chuẩn thôi ha, là đi tới đầu làng mà thấy người ta để là ấp văn hóa, xã văn hóa gì đó, người ta chỉ lấy một ít tiêu chuẩn nào trong năm giới thôi. Quý vị mình thấy năm giới ở ngoài á, ở ngoài rất là nhiều giới luật này kia nọ, chứ mà chỉ cư sĩ mình chỉ năm giới thôi là người đó hoàn chỉnh trong hiện đời của cuộc sống này, hạnh phúc an lạc và tương lai người đó đầy đủ hoàn chỉnh. Thì vậy muốn được làm con người mà hoàn chỉnh á, thì cái người đó đó phải giữ gìn năm giới. Thì Đức Phật nói người mình thì khó được dữ lắm, khó được à, mà coi như là muốn được thân người hoàn chỉnh cũng không phải là dễ. Người đó phải giữ gìn năm giới trọn vẹn như thế thì người đó mới đầy đủ được cái làm một con người, gọi là con người hoàn chỉnh. Thì bây giờ á, mà mình thấy đó à, có những người đó hả, là không có quý trọng, không biết quý trọng cái thân mình mà khó được như thế. Cho nên có khi có những trong cuộc sống mình có những cái nó hơi khổ khổ nạn gì đó, hay là hay trắc trở một chút ít buồn khổ gì cái làm sao muốn tự dẫn chết, tính chết gọi là hết. Cho nên vậy là người ta thấy coi thường cái mạng sống của mình dữ lắm. Đấy, miễn mà gặp những cái bệnh khổ gì, khổ nạn gì, chút đỉnh gì đó, hay là những cái trắc trở gì của cùng chung cuộc sống mình, cái là muốn tự dẫn à, cứ nghĩ mình chết rồi là hết nè. Chứ sự thật không phải vậy đâu, chết không phải hết đâu. Mà hồi nãy nói rồi, chết còn tái sanh, còn luân hồi. Mà có khi mình chết đó hả, mình mà chưa có hết nghiệp đó, mình chết đó mà phải tiếp tục trở lên để mình trả cái nghiệp đó, đền nợ trước đó. Cho nên kể hồi xưa đó, có một cái con ngựa, tôi hay nói hoài cái câu chuyện này, là có con ngựa đó là nó bị một cái lỗi, tức là hồi trước đó nó là một người trưởng giả rất là giàu có, nhưng mà cái người trưởng giả này đó thiếu đạo đức. Người trưởng giả này thiếu đạo đức là sống bóc lột nhân công, hà hiếp người nghèo, đủ thứ cái điều gọi là quyền quy của mình có đó, mình làm những chuyện mà tội lỗi, ác đức. Cho nên vì vậy đã chết đó, bị đọa đó làm 18 năm làm một con ngựa để trả nợ, để đền nợ trước. Đấy. Nhưng mà nó mới vừa sanh ra, mới vừa đẻ ra, rớt trong tàu ngựa, cái nó nhớ lại quá khứ của nó. Nó là một trưởng giả như thế, mà bây giờ rớt vô trong chuồng ngựa, giờ hôi hám quá, nó chịu không nổi, nó cắn, nó đá chuồng, nó cắn lưỡi, nó chết. Đấy. Chết cái xuống dưới, ông vua Diêm Vương hỏi, ủa, sao kêu mày 18 năm làm ngựa, mà mới thức thì đây mày xuống đây rồi. Đánh cho mày 30 hèo, lột lớp da đó, xô mày cái tối sầm mặt mày, mở mắt ra thấy rớt cái chuồng ngựa nữa. Rớt chuồng ngựa nữa. Bây giờ quý vị nghĩ dám cắn lưỡi, đá chuồng cắn lưỡi chết nữa không? Không, nếu mà cắn lưỡi nữa là xuống bị đính nữa. Thôi, chấp nhận, thui thủi, chịu ở sống theo con đàn ngựa, trong tàu ngựa đó, từ từ, giờ lớn lên. Cái lớn lên như thế, cái đủ tuổi thì có một ông quan đó, ông tướng đó, ông đến ông mua làm con ngựa đi đánh giặc. Con ngựa rất là thông minh, con ngựa rất là giỏi, đánh giặc là thắng. Mà mỗi lần thắng giặc, quý vị biết không, mỗi lần thắng giặc đó, ông quýnh cũng muốn chết. Tại vì rượt giặc, thì ở sao ông thúc vô hông cũng muốn đứt ruột vậy đó. Rượt, để mà giết giặc. Thì 10 lần thắng cũng có 1 lần thua, bữa đó thua ông quýnh còn nhiều hơn nữa. Ông đánh, chạy chết mà, đánh dữ lắm, đánh chạy, mà chạy muốn đứt ruột vậy mà, cũng ông cũng thấy cũng còn chậm nữa, ông đánh.
Mà quý vị mình biết không, đánh ngựa bằng roi người ta gọi là móc trâu á, cái cây roi da và nó đầu nó có một cái móc giống như móc đinh vậy đó, quýnh vô nó móc vô da vậy nè, chảy máu vậy đó, chứ không phải chơi đâu, thúc vô bụng vậy đó. Chạy tới đó thì thấy một cái bờ vực bên kia thì đá lởm chởm, nếu mà nhảy qua bển nó đổ ruột chết. Một thoáng qua đầu nó nghĩ mình chưa có hết, bữa nay mới 14 năm mà còn 14 năm nữa mình nhào đó chết chắc bị quýnh nữa, bị lột lắm da nữa quá. Nó như thoáng qua vậy thôi, nhưng mà nó nghĩ á, nếu mình ở bên đây thì chủ tướng mình chết, thôi kệ hy sinh, nhắm mắt nhảy đại qua bển, nhảy bển đổ ruột chết. Đấy, thì chủ nó sống. Xuống dưới, ủa, kêu mày 18 năm lễ trả nợ, làm ngựa trả nợ mà tại sao mới mười mấy năm, mới 14 năm mày xuống đây nữa rồi. Thì mới kể nghe, từ lớn lên rồi không có dám đá chuồng, không dám cắn lưỡi chết nữa mà tôi thủi sống như thế, rồi rập cái ông tướng đó, mà ông tướng đó ông nóng nảy dữ lắm, ông đem về, ông đi ra trận, mỗi lần thắng trận thì ông đánh cũng muốn chết, tới chừng lần thua trận ông còn đánh hơn nữa. Nhưng mà tới đó như thế, kể tới đó, nếu mà bây giờ á, ở bên này á, thì thế nào chủ cũng chết, chủ tướng cũng chết, cho nên tôi hy sinh cứu chủ, thôi kệ, nhào qua bên kia, tôi nhảy qua bên kia. À, như vậy đó thì ở dưới đó vừa dương mới nói vậy nè, ông nói tốt, có cái là trung tính, cứu được chủ, vân vân, thôi vậy tha cho mày 4 năm kia, cho lên làm người, lột lớp da ra vậy nè, xô cái tối sầm mày mặt, mở mắt ra, thấy sanh vô con của người cùi. Lớn lên đi xin ăn thì có cái mẻ rồi đó, phải không? Cái mẻ mà nó mẻ bể hơn miếng nữa, chứ không phải tròn vẹn nữa. Cái mẻ đất mà nó bể hơn miếng đi xin ăn, mà cái đầu gù gù, mắt lòi ra gù gù gù, rồi đi tới đâu người ta chửi tới đó, coi như ác quỷ vậy đó. Đó tôi nói khúc đó thôi, còn nữa ha, nhưng mà nói khúc đó thôi thì quý vị mình nghĩ á, mình cứ nghĩ là mình bây giờ sống trên đời này, mình làm thân người rồi khổ khổ chút xíu, rồi cái mình tự dẫn mình chết coi như là hết. Không có đâu, cái nghiệp mình phải trả. Ví dụ như bây giờ á, là do về đời trước của mình tạo những ác nghiệp gì đó, bây giờ đời này đó mình phải gặp ông chồng ông sai xỉn, ông chửi bới gì gì đó đấy, rồi cái mình nói thôi ông chồng này đi, để có ông chồng khác, có khi có ông chồng khác còn tệ hơn, đúng không nè. Có ông chồng khác có khi ông còn sáng sai, chiều xỉn, tối sần sần, có khi ông còn đánh nữa. Nó còn khổ hơn nữa. Hay là ví dụ như bây giờ mình không chịu vậy, mình đi tự dẫn có bỏ không? Không, cũng bắt buộc mình lên. Mình có cái khổ nạn gì đó, cái mình không chấp nhận. Tại vì cái khổ nạn của mình đó có ngay nay trong cuộc đời của mình đây, là do cái nghiệp của mình lúc trước. Đấy, bây giờ mình phải trả nghiệp đó. Dầu là có được thân khó, mà do gì mình thiếu tu, cho nên có cái thân mà không đầy đủ, không hoàn chỉnh, gặp những cái đau khổ gì đó. Cho nên vì vậy mình phải biết mình chấp nhận, để mình tu tập, để mình chuyển cái nghiệp của mình. Thì như vậy thì từ từ nó mới hết. Chứ không phải chỉ tự dẫn giống như con ngựa kia vậy thôi, tự dẫn xuống bị đánh nữa, rồi lên cũng làm ngựa nữa à. Rồi giờ làm con người mà khổ đi, nghèo cùng khốn khổ gì đó. Mình biết mình không học đạo thì mình không biết đâu, chứ biết thì học đạo rồi, đó là do gì trước mình thiếu tu, mình không giữ giới trộm cướp, mình không biết bố thí gì gì đó, bỏng sẻn tham gian, cho nên giờ nghèo khó. Rồi cái thôi nó nghèo quá, thôi giờ tôi tự dẫn chết để kiếp sau sung sướng không quý vị. Mang hai cái tội. Cái thứ nhất là tội trốn cái nghiệp của mình, bị đánh 30 roi. Thứ hai là cái tội sát sinh, mình tự giết mình, quýnh 30 roi nữa. Là cái tội mà coi như là trốn nợ, coi như là mình cải lại cái nghiệp của mình, quýnh 30 roi nữa là 90 roi, rồi lột lớp da đó xô vô cũng vậy thôi à. Không chạy đâu khỏi hết trơn, quý vị mình thấy. Cho nên ta có những người ta nói cái đó là cái thế gian mà ta nói vậy đó. Người ta nói gì, cây khô tới nước cũng khô, người nghèo để tới sứ mô cũng nghèo. Người ta nói vậy thôi, chứ thực ra tại vì người đó là không có biết tu để chuyển nghiệp. Cho nên bây giờ nghèo thì đi đâu nó cũng nghèo, tại cái nghiệp của mình nghèo thì đi đâu nó cũng nghèo. Chỉ ngoại trừ khi mình chấp nhận cái nghiệp đó, rồi mình tu tập để mình chuyển cái nghiệp, thì từ từ khả dĩ. Có những hoạn nạn khổ sở như giờ con người của mình đây, mà có ai muốn mình nghèo đâu, có ai muốn mình xấu đâu, có ai muốn mình chết yểu đâu. Nhưng mà vì không muốn cũng không được, tại cái nghiệp của mình. Đấy, cho nên quý vị mình biết, nếu mà bây giờ đó mình có giàu, mình có nghèo, mình có đẹp, mình có xấu, mình có hạnh phúc hay là bất hạnh gì gì đó, cũng tự nơi ai quý vị? Nơi mình. Nơi mình. Vậy thì nơi mình vậy, mình có than trời trách đất, mình đổ thừa tại cho hoàn cảnh, hay là mình đổ thừa tại cha mẹ mình thiếu tu cho nên bây giờ mình nghèo khó này kia kia nọ. Nếu cha mẹ mình mà có tu thì mình giống dù nghinh ngang được không? Đâu có thể đối thừa với mình. Tại sao á mình không đổi thừa? Tại sao lúc trước mình không biết tu?
Ai bắt buộc mình mà nhào vô trong cái bụng của người cùi? Tại cái nghiệp của mình đúng không nè, nhào vô đó. Người cùi còn đỡ nha, còn sống dai dai, nhào vô bụng của người bệnh sida bây giờ đó, cả như rồi không có sống được bao lâu đó, là đi qua đời khác đó. Chứ đừng có nói gì chứ, đúng không? Tại sao lúc đó mình không chịu chui vô bụng của người vợ ông thủ tướng, ông vua gì đó, ông quan gì đó, để mình đi ra mình sung sướng à. Tại cái nghiệp của mình nó lôi vô, cho nên mình không thể mà gọi là lựa chọn được. Đấy, mình muốn lựa chọn là ngay ở đây nè, mình giữ giới là mình lựa chọn đó, đúng không nè? Mình giữ giới nào là mình lựa chọn con đường mình đi. Ví dụ giờ mình muốn sau này mình giàu có thì giờ mình giữ giới không trộm cướp, mình bố thí thì sau này dứt phát mình sẽ giàu có đó. Rồi mình muốn sau này mình trường mạng thì mình giữ giới không có sát sinh, mình còn phóng sinh đó thì biết sau này mình sẽ trường mạng, thân thể mình ít bệnh hoạn đó. Mình muốn cho mình thân thể mình đẹp đẽ, gia đình mình hạnh phúc, con vợ không có bị lan trạ ngoại tình thì mình giữ giới không có khó tà hạnh, không phá hư hạnh trinh tiết của vợ con người, không phá hư gia can của người ta, thì mình sau này chắc chắn là mình sẽ được hạnh phúc đó. Mình muốn cho lời nói mình thanh tao, mình lời nói mình ra là như hoa nở này kia nọ đồ ha, thì mình nên giữ giới không nói dối. Chứ còn không thôi đó, mình mà nếu mà không á thì tự mình làm cho mình. Quý vị mình thấy như vậy thì bây giờ đó, mình có thể làm thượng đế cho mình, đúng không nè? Mình có thể tự mình coi bói cho mình, không cần phải nhờ ai phải soi căn soi cốt cho mình hết trơn á. Tại vì Đức Phật nói, mình muốn biết kiếp trước mình ra sao, mình nhìn hiện tại kiếp này mình đang sống. Mình muốn biết kiếp sau mình ra sao, mình nhìn hiện tại mình đang làm gì đây. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết kiếp trước mình ra sao thì mình nhìn coi mình bây giờ mình đang sống đây đó là do cái quả của nhân quá khứ mình đã tạo gì đó. Rồi bây giờ á, mình đang làm cái gì đây là cái nhân để cái quả tương lai mình sẽ là cái gì. Đấy, như vậy thì mình tự làm thượng đế cho mình. Quý vị mình thấy không? Mình tự mình cho mình. Bây giờ quý vị mình thấy mình cho mình được không? Mình sẽ cho mình. Đấy. Chứ không phải ai cho mình hết trơn, quý vị mình nhớ như thế. Cho nên như vậy đó, mà là một con người, không ai muốn mình chết yểu, không ai muốn mình bệnh hoạn. Như vậy mình muốn mình sống dai, muốn mình ít có bệnh hoạn thì mình phải làm sao? Phải giữ giới không sát sinh, đúng không nè? Rồi bây giờ mình sống dai mà mình nghèo cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì mình chịu không? Không phải có của có cải rồi với người ta, đúng không nè? Như vậy phải làm sao? Mình phải giữ giới không trộm cướp. Cũng tự mình giữ chứ không ai giữ cho mình giùm được. Rồi giờ mình sống dai, mình giàu có, nhưng mình xấu xí. Xấu xí, gù gù, sức mẻ gì đó. Đâu chịu, thà là nghèo nghèo nhưng mà đẹp đẹp cũng đỡ. Cho nên có nhiều người ta dám bỏ tiền để ta đi mỹ viện này cái nọ rồi đó. Đúng không? Thà là nghèo chút đỉnh mà còn đỡ hơn cái mà xấu xí, phải không? Như vậy bây giờ mình giàu có, mình sống dai mà mình xấu xí, gia đình mình không hạnh phúc. Mà muốn được hạnh phúc, muốn được đẹp đẽ phải làm sao? Phải giữ giới không tà hạnh. Rồi mình sống dai, mình giàu có, mình đẹp đẽ gia đình hạnh phúc mà nói không được. Người ta gọi câm á, nói không được mình chịu không? Cũng không chịu, mình phải làm sao? Mình phải giữ giới không nói dối để được đầy đủ lời nói thanh tao. Rồi giờ mình sống dai, giàu có, đẹp đẽ gia đình hạnh phúc, rồi mình nói nhiều người kính yêu, nhưng mà trí tuệ mình không có. Trí tuệ bị lu mờ thì vậy phải làm sao? Phải giữ giới không uống rượu say xỉn. Chẳng những mình không uống rượu mà còn không nài ép những người khác uống nữa. Thì như vậy đó, mình sẽ là một con người mình chọn cho mình, tự mình chọn cho mình. Cho nên bây giờ quý vị biết không, mình không cần phải hỏi ai hết trơn á. Mình không cần phải có thần thông mình mới biết. Mà bây giờ ví dụ như hỏi người đó, tại sao người đó nghèo quá, mình biết không? Biết, tại người đó kiếp trước đó họ không có giữ giới trộm cướp, họ bỏng sẻn tham gian này cái nọ, cho nên giờ họ không được khá. Người hỏi tại sao người đó sống dài quá, anh biết không? Biết, tại người đó giữ giới không sát sinh mà còn phóng sinh. Rồi tại sao người đó chết yểu quá? Biết, tại sao người đó giàu mà chết yểu? Tại sao người đó nghèo mà chết yểu? Tại sao người đó giàu mà sống dài? Tại sao người đó giàu uy quyền mà tại sao vợ không có chung thủy? Biết không? Biết, tại vì mỗi cái nó khác nhau. Ví dụ giàu là do gì? Giàu lòng bố thí, không có trộm cướp. Nhưng mà gia đình mình không được hạnh phúc là do gì? Không giữ giới tà hạnh đó. Còn ví dụ có nhiều người gia đình hạnh phúc
Nhưng mà nghèo khó là tại vì mình giữ giới tà hạnh, mình không có phá hư hạnh trinh tiết của vợ con người, nhưng mình không có biết bố thí cúng dường, mình không có mà giữ giới trộm cướp, cho nên mình nghèo khó, đúng không? Rồi có những người sanh ra nhiều nhà giàu nhưng mà trí tuệ không có. Có những người đằng đằng vậy đó, con nhà giàu rất là giàu mà trí tuệ đằng đằng vậy đó. Thì tại sao vậy? Thì sanh cho một gia đình giàu, tại đó có phước, đó có là giữ giới, không có trộm cướp mà còn biết bố thí cúng dường là sau này giàu, nhưng không giữ giới uống rượu sai xỉn như đó. Thì vậy mỗi cái thì tự mình cho mình chứ không ai cho mình hết. Như vậy thì mình rõ ràng mình thấy là một con người mà đầy đủ hoàn chỉnh. Thì Đức Phật nói người nào giữ tròn năm giới là người đó là một con người hoàn chỉnh. Chớ mà được thân người thì khó dữ lắm, được thân người rất là khó, Đức Phật nói như thế. Rồi bây giờ đó, Đức Phật nói là được thân người khó như vậy rồi đó, thì Phật Pháp khó nghe. Quý vị mình thấy Phật Pháp có khó nghe không? Làm được thân người khó, nãy giờ mình đã thấy rồi, mình trình bày rồi, làm được thân người thì rất là khó. Tại vì sao? Tại vì sáu nẻo luân hồi mà chỉ có một nẻo người thôi. Mà lỡ, tôi nói lỡ nha, mình thiếu phước, mình rớt vào cái loài súc sinh thôi, là không biết chừng nào nên được làm con người. Rớt làm súc sinh, súc sinh là biết bao nhiêu loài súc sinh, ở dưới nước bao nhiêu loài thủy tộc. Bây giờ ra biển mình dòm có bao nhiêu loài. Người ta bắt ra đánh cá, đánh đồ mỗi ngày cả bao nhiêu tấn hoài ra vậy đó, ở dưới chừng bao nhiêu người, bao nhiêu loài thủy tộc ở dưới, quý vị biết không? Đếm hết không? Lên rừng bao nhiêu loài cầm thú trên rừng, quý vị đếm hết không? Nội ở ngay chân chỗ mà cái ở trên mặt đất mình thôi, côn trùng thôi, mình tính có chuyện hết chưa? Dế rồi con trùng con này kia nọ rồi đó, quý vị mình thấy mình có tính hết nổi chưa? Chưa nữa, chứ đừng nói chi nhiều loài dữ lắm, súc sinh đó. Mình rớt trong loài súc sinh một cái rồi thôi, đừng biết bao nhiêu đời như ngày Sát Lợi Phất mà thấy coi như là cái con kiến là vậy đó, quý vị mình thấy vậy đó. Cho nên rất là khó dữ lắm. À, mà mình được làm con người như thầy dạy á, là mình rất là diễm phúc. Tức là mình xin dùng cái từ diễm phúc. Diễm phúc đó là tự mình tu tập nhiều đời, nhiều kiếp. Mình phải quân tu tập phước đức rất là nhiều mình có được làm thân người. Rồi có được làm thân người đó mà đầy đủ sáu căn. Quý vị mình thấy không? Đầy đủ sáu căn cũng là một cả một vấn đề nữa đó. Chứ không thôi có những người làm được con người mà đây đâu có đầy đủ sáu căn đâu. Có khi thiếu một phần căn nào đó, mắt, hay là thiếu phần căn tai hay mũi lưỡi nào đó, có khi thiếu một phần căn nào đó. Thì vậy cũng do là làm được con người nhưng mà còn thiếu phước, do vì mình chưa tu tập trọn vẹn năm giới, chưa trọn vẹn, do vậy mà còn thiếu một phần căn nào đó. Như vậy thì bây giờ quý vị mình thấy nè, mình làm được con người nè, rồi mình đầy đủ sáu căn nè, mình thấy mình diễm phúc chưa? Rất là diễm phúc, có phước dữ lắm, công tu tập dữ lắm. Mà hơn nữa bây giờ được nghe Phật Pháp nữa. Người ta nói Phật Pháp khó nghe, mà bây giờ mình được nghe Phật Pháp thì cái đó là cái diễm phúc vô cùng, cái diễm phúc dữ lắm. Nếu mình không có duyên đối với Tam Bảo, tôi nói ví dụ nha, mình không có duyên đối với Tam Bảo, mình không có gieo duyên đời kiếp nào đó ha, thì bây giờ mình không trùng phùng được Phật Pháp đâu. Không trùng phùng được Pháp. Có khi á, mình sanh ra làm được con người mà mình sanh ở trên cái vùng mà gọi là cao nguyên gì đâu, ở trên thượng ở trên mà biên địa hạ tiện gì đâu chảnh á, có khi á, không có nghe được cái tiếng Phật Pháp á, không có nghe được. Không có chỗ mà văn hóa văn minh, người ta sống giống như là người ta sống theo cái kiểu bản năng vậy thôi. Ở trên rừng á, người ta sống vậy đó. Như vậy thì mình làm được con người mà đầy đủ hoàn chỉnh như thế này, tức là mình có diêu duyên nhiều đối với Phật Pháp. Bây giờ mình nghe được Phật Pháp. Chứ Phật Pháp rất là khó nghe. Quý vị mình biết không? Phật Pháp rất là khó nghe nha quý vị. Tại sao mà Phật Pháp khó nghe, quý vị biết không? Ai đây ai biết tại sao Phật Pháp mà khó nghe? Tại vì á, Phật Pháp á, thường thường nói á, thấy như thật, nói như thật, mà lời thật thì mất lòng. Cái gì mình thấy vậy đó, thường thường nói thật thì mất lòng. Nói mà giả bộ, nói đùa, nói láo người ta thích. Ví dụ người đó xấu vậy đó, cái nói, ờ mày đẹp lắm, nói nước da ngâm, với nói ở đâu có nước da bánh ít, bánh mật gì đó. Lé lé, nói ở đâu có lé đâu cái này. Mình nói vậy, nói dối vậy thì người ta chịu, còn nói thật thì người ta không ưa. Nhưng mà sự thật nó là như thế. Đức Phật thấy nói, ví dụ như nói, Đức Phật nói thân mình là vô thường, là bất tịnh, là vô ngã. Nhưng mà nói thân mình vậy đây, nói vô thường. Cho nên nói lúc đó quý vị biết không, có một cái cô đó là cô Ni, nếu tính theo gia giới là em của Đức Phật,
mà cổ không bao giờ đi đến mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Tại sao quý vị biết không? Tại vì Đức Phật lại mỗi lần nói thì thân mình là bất tịnh, thân mình là vô thường, là nhơ nhớp này kia cái nọ, tạm bợ được không à. Còn cổ thì rất là đẹp, đi ra là ai cũng nói là cổ rất là đẹp, đẹp mà nghiêng thành đổ nước rồi vân vân. Rất là đẹp, cho nên cổ thích nghe người ta khen tán dương vậy đó. Còn mà Đức Phật mà chê trách là cổ không thích nghe, cho nên Đức Phật thuyết pháp cổ không thích nghe. Thì có một hôm đó đó, thì có người mới rủ, nói trời ơi, mình gặp được Phật Pháp là rất là quý hiếm dữ lắm, mới gặp được Đức Phật, mới ngộ được, trùng phùng được Phật Pháp. Vậy mà bây giờ gặp Phật, sanh ra đời gặp Phật như vậy là có phước dữ lắm, mà không chịu đến nghe Pháp. Vậy thì mình uổng lắm, uổng cuộc đời của mình lắm. Thì nói riết cái cổ mới đi, đến để nghe. Nhưng mà cổ đến cổ ngồi tuốt ở xa, không lại ngồi gần Đức Phật đâu, không lại ngồi gần sáng bên gì đâu. Sợ bị chê nữa, bị chê là xấu, là vô thường, là gì đó. Tại vì cổ thích nghe người ta khen, mà cổ rất là đẹp. Thì Đức Phật biết, bữa đó Đức Phật biết hiện thần thông. Tức là chỉ dành riêng cho mình nên cổ thấy thôi. Ngoài ra trong hội chúng đó không ai thấy hết trơn á. Thấy ở sau lưng Đức Phật có một cô gái rất là đẹp, đẹp như tiên vậy đó. Đứng quạt hầu Đức Phật giảng pháp thì đứng ở quạt đó đó. Cổ còn ganh tị mà cổ thấy là cái người nào mà ở đâu xứ nào mà đẹp, đẹp, cực kỳ đẹp như thế. Cô thấy cô ganh tị, tại vì thường thường á, người đẹp á, thì mới ganh tị với người đẹp, chứ người đẹp không bao giờ ganh tị với người mà xấu hết trơn á. Người giàu thì mới ganh tị với người giàu, đúng không nào quý vị, có chấp nhận không? Người giỏi á, thì mới ganh tị với người giỏi, chứ người giỏi đâu ganh tị với người dở. Cho nên cô thấy cái người mà rất là đẹp, đẹp mình đây được tôn sùng là đẹp, cực kỳ đẹp rồi, nhưng mà cái người đó còn đẹp hơn mình nữa, đẹp cực kỳ như thế, cô ganh tị vậy đó. Thì khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp vậy đó, từ từ cậu nhìn chăm chú vô cái sau lưng Đức Phật, ở sau người hầu đó, chăm chú như vậy đó, mà nhìn thấy sao cô đó từ từ cái mới đó này có lít nhăn rồi, già xuống, tóc bạc ra, khụ khum xuống, thì xong thời giảng ngoẻo ngang chết, rất là lẹ vậy đó. Trời sao mau dữ vậy sao, quý vị thấy mau dữ vậy sao? Đấy, thì lúc đó cô ngộ ra được, cuộc đời mình nó là vô thường, sao nó mau như vậy đó. Thì lúc đó cổ mới quyết tâm tu tập trong vòng 3 tháng chứng A-la-hán. Cho lúc trước cổ lo chào chuốt cái thân cổ, ai khen là cổ thích, nghe pháp không bao giờ đi nghe. Tại vì lời pháp là lời thật không à, mà lời thật thì mất lòng. Ví dụ như con người mình đây mà nói với con người mình á, giống như là cái hố xí, giống như là cái thây chó chết, giống như là cái ổ ung nhọt, vậy mình chịu nổi không? Mà sự thật nó là thiệt, đúng không nè? Trong thân mình nó toàn là nhơ nhớp bẩn thỉu, trong đó máu mầm giải phân tiểu đủ thứ cái nhơ nhớp trong đó đó. Bây giờ quý vị mình đây xét ra, khi mình học đạo rồi mình mới nghe Đức Phật nói, mình mới xét ra mình thấy nó là đúng. Trong thân mình đúng, quý vị mình thấy có sạch không? Rất là nhơ nhớp nha quý vị. Tại sao mình biết nhơ nhớp, quý vị biết không? Tại nó xì ra là nhơ nhớp. Nó xì ra đường miệng cũng nhơ nhớp, nó xì ra đường đại đường tiểu cũng nhơ nhớp, nó xì ra đường nào cũng nhơ nhớp. Người ta gọi là cửu khổng, chín lỗ rịnh ra đều là nhơ nhớp. Đó. Ở trên đầu mình á, là tôn quý nhất đó, mà nó tới 6-7 cái xì ra nhơ nhớp rồi. Hai cái lỗ tai mình nó xì ra cái gì? Nếu mà cái người không có bệnh về lỗ tai đó, đỡ nha, cái người bệnh mà về lỗ tai đó ha, thì thôi nó ra chịu không nổi đâu, nó hôi chịu không nổi. Rồi hai con mắt mình nó rịnh ra cái gì? Rồi hai lỗ mũi mình nó rịnh ra cái gì? Đây nè, mới vừa tắm chút xíu là xịt mũi rồi, sổ mũi rồi, nó chảy ra. Đó, có thể mình đem vô đem ra trong người mình được đó, mình hít vô mình đem vô trong người mình được. Nhưng mà bây giờ mình hỉ mình nhổ ra ngoài rồi đó, mình có dám đem vô không? Nước miếng mình nuốt vô nước vô rồi đó, bây giờ mình nhổ ra đi mình dám đem vô không? Nước mũi mình hít ra vô có thể mình nuốt vô được đó, nhưng bây giờ mình hỉ ra rồi mình dám đem vô không? Nhơ nhớp, chính của mình còn gớm như vậy đó, tỏm vậy đó, trong đó nó dơ lắm. Rồi đường đại, đường tiểu nó xì ra, rất là nhơ nhớp. Nhơ nhớp như vậy đó quý vị mình thấy. Mà Đức Phật nói thân mình là nhơ nhớp vậy đó thì cổ không chấp nhận. Mà chính mình cũng đâu chấp nhận đâu, đúng không? Mình đẹp như vậy ra người ta khen mình đẹp như thế này thế kia thế nọ mà. Vậy đó làm sao? Nhưng sự thật là vậy, giàu có đẹp cỡ nào đi nữa. Cho nên quý vị mình biết, hồi lúc mà Đức Phật còn đang tu đó, ngồi dưới cõi Bồ Đề đó, thì khi đó đó ma vương nó xuống, nó cầm chì cầm chài rồi nó hăm dọa ngài. Tại vì ngài phát nguyện rất là lớn, ngài phát nguyện nếu mà ngài ngồi đây đó mà không thành chánh đẳng chánh giác là ngài không rời chỗ ngồi này, cho nên rung rinh đền đại trên ma ba tầng cho nó. Do vậy mà nó xuống nó hăm dọa ngài, nó kêu phải từ bỏ ngài ra khỏi chỗ đó, chứ ngài không ở đó, ngài ở đó nó đâm nó chém ngài. Nhưng mà ngài không có sợ,
Ngài thấy cái xác thân này nó không có gì chứ, nó là vô thường tạm bợ, nó là bất tịnh, nó là hôi hám, nó là gì thừa thải thôi, nó không có là gì chứ. Cho nên vì vậy mà Ngài với cái thiền định đó mà là vượt được cái ma quân đó. Rồi cái nó thấy cái hăm dọ không được, rồi cái nó dùng cái phương án khác, nó đưa ma nữ xuống, ma tham, ma sân rồi xuống, ma ái rồi xuống. Thì xuống nó múa, nó ẻo lả, nó hồng lung lạp tâm ý Ngài. Thì lúc đó dùng trí tuệ Ngài mà Ngài quở, Ngài nói đem cái đại gia hôi thúi đó đi đi, Ngài không có xài, đem đến đây làm gì. Nhưng mà người ta đẹp như tiên nữ, quý vị mình nghĩ đẹp như tiên nữ vậy đó, mà Ngài nói vậy đó. Ngài nói người ngu thì tham đắm, còn người trí thì lánh xa. Đó là cái đại gia hôi thúi, nói vậy đó. Thì nó xấu hổ quá, cái nó biến mất. Quý vị mình coi, Đức Phật dùng trí tuệ mà thấy được như thế. Thì giàu cho đẹp cỡ nào, đẹp trong thân con người mình bây giờ, đẹp cỡ nào, trắng cỡ nào hay là gì gì cỡ nào, nhưng trong đó chỉ là những cái đồ nhơ nhớp, chỉ là một lớp vỏ da để bao lại thôi, một cái đải da bao lại thôi à. Thực sự là như thế, quý vị mình thấy có phải không? Đấy. Mà tại vì khi mình quán chiếu cùng cực mình mới thấy được lời Phật nói là đúng. Đấy. Chứ thôi là khó nghe dữ lắm. Rồi nói thân mình là vô thường tạm bợ. Vô thường là làm sao? Là nó không có bền chắc. Mình bây giờ mình dám bảo đảm được mình sống được bao lâu không quý vị? Mình bảo đảm mình sống được bao nhiêu? Mình không bảo đảm mình sống được bao lâu. Chứ đồ giả của người ta, điện thoại di động, người ta dám bảo hành được 5 đồng hồ giả rồi, chứ ta bảo đảm được có khi 3 tháng, 6 tháng ta dám bảo đảm. Còn mình 3 tháng, 6 tháng mình không dám bảo đảm nữa, thì mình còn dở hơn, mình còn giả hơn cái đồng hồ cái gì không nữa. Vậy đó mà nói mình sống dài dữ lắm thì sao, nói vô thường mình không chịu. Cho nên nói tạm bợ, cuộc đời mình rất là tạm bợ, vô thường ngắn ngủi dữ lắm. Dép với giường, lên giường dội biệt, sống ngày nay chẳng biết được ngày mai, không biết, không hẹn được cái ngày nào mình mà chết đâu. Có khi mới thấy đó ra chút xíu chết rồi, bị một tai nạn xe cộ là qua đời khác, đứt một cánh máu thôi qua đời khác liền, ngủ đêm sáng ngày, có khi rửa chân lên giường nó nằm ngủ sáng ngày đi luôn, như con cô Phật tử đó, đi lên ngủ với con kế bên con nhỏ vậy đó, mà tới chừng mẹ nó chết nó còn không hay nữa, bệnh tim rồi sao rồi chết nín thinh rồi sáng rồi đi luôn vậy, không có nhúc nhích gì đi luôn vậy đó. Có nhiều thấy không, có nhiều người đứt một mạch máu thì cũng chết nữa, nhồi máu tim cũng chết nữa, rồi cơn gió độc cũng chết, viên đạn lạc cũng chết nữa, chết rất là dễ. Đức Phật nói thân mình giống như đồ gốm vậy đó, gớt cái bọt rồi qua đời khác rồi, tạm bợ vô thường vậy đó. Vậy đó mà mình không tin à, quý vị mình thấy không à. Rồi thân mình cũng vậy, bất tịnh vậy đó. Cho nên hồi xưa mà vua Trần Nhân Tông đó, Ngài làm vua, xin lỗi Trần Thái Tông, Ngài làm vua mà Ngài quán chiếu, Ngài thấy được cái thân mình nó nhơ nhớp. Ngài nói một cái bài kệ mà tôi nhớ rất là tâm đắc, thường thường tôi hay nhắc lại cho Phật tử nghe đó. Ngài nói đầu xương sọ cài trăm giác ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đải máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Coi mình giống như thùng phân thúi vậy đó. Đầu xương sọ, tức là có một lớp xương sọ, có một số mọc lên đó, tóc rồi vậy thôi. Thì mình cắt kiểu này kiểu kia, cài trăm giác ngọc, tức là kẹp qua này kẹp qua nọ cho đẹp lên. Chứ thực ra chỉ một lớp xương sọ vậy thôi à, chứ nó không có gì hết đó. Mình cài trăm giác ngọc, rồi túi da hôi ướp xạ sông hương. Mình là một túi da hôi, một cái đải da hôi thúi. Mình ướp xạ sông hương, bây giờ sức nước qua này kia nọ, thì để cho nó bám đi cái mùi hôi đó thôi. Nếu mà thực ra cái nó không hôi thì sức qua làm gì, sức nước qua làm gì, đúng không? Biết, mình biết, nhưng mà tại vì mình không dám thừa nhận thôi, không dám nhìn nhận sự thật thôi. Chứ nếu mà không, mình sức nước qua làm gì? Có nhiều người tôi thấy có loại người ta xịt xịt gì nè, xịt xịt vô, đi đâu có xịt 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 vô vậy, đừng chi vậy. Cho nó bớt mùi hôi, đúng không? Vậy đó, mình biết dùng túi giờ ướp xạ trong hương đó. Rồi cắt lụa là che đải máu tanh, mình là một cái đải máu tanh hôi. Cắt lụa giải này giải kia, lụa này lụa nọ, kiểu này kiểu kia cho đẹp vậy thôi, chứ thực ra một đải máu tanh. Tại sao? Mình chày chút xíu da là chảy máu cho mũ, chày chút xíu da là chảy máu cho mũ, quý vị mình thấy không? Mà trong đó nó tanh hôi, trong đó nó máu mũ, nó mới chảy ra máu mũ, trong đó tanh hôi nó mới chảy ra tanh hôi, đúng không nè quý vị? Chứ nếu mà ở trong đó nó thơm, nó có chảy ra tanh hôi không? À, trong đó có máu vũ thì nó mới chảy ra máu vũ thôi, nó vậy đó. Cho nên Ngài nói một câu nói rất là nặng, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Coi mình giống như thùng phân thúi vậy đó, lấy son lấy phấn dồi vô che bớt những cái mùi hôi mùi thúi đó thôi, chứ nó không có gì hết trơn. Đấy, mà Ngài là một vị vua nha, Trần Thái Tông là vua nha, cha của Trần Thái Tông đó.
mà Ngài thấy được như vậy đó. Cho nên nếu mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình biết á, Đức Phật nói á, thân mình thì khó được mà nó vô thường, khó được mà khó giữ, chứ không phải dễ, chứ không phải khó được mà nó còn hoài đó sao? Không, khó được nhưng mà nó tạm bỡ, nó vô thường, chật chân là qua đời khác. Bây giờ quý vị mình thấy những người bị tai biến đồ chết lẹ lắm, nhồi máu tim chết rất là lẹ. Ở đây có ông bà con đó, đi khám bệnh rồi đi lên bác sĩ rồi khám xong mới bước xuống xe đi vô nhà, chưa tới nhà là sụm ngang chết. Đi khám bệnh rồi đàng hoàng nha, kiểm tra rồi xong hết rồi đó nha. Rồi bác sĩ trị bệnh, bác sĩ đương trị bệnh vậy đó, không biết tới chừng quay lại mình cũng bệnh sắp sửa chết. Rồi có khi cũng chết liền vậy đó. Nó ngộ, đó là cái quy luật, quý vị biết không? Đó là quy luật. À, sanh già bệnh chết là quy luật. Đừng nói nếu mà nói bác sĩ mà lo trị người ta rồi mình không có chết thì ai cũng học bác sĩ hết trơn á, đúng không? Còn này không có, bác sĩ thì trị đúng những cái người mà cái nghiệp duyên chưa hết thì có thể sống kéo thêm một ít thời gian mạng sống nữa. Chứ bác sĩ trị bệnh vậy chứ mà cha bác sĩ cũng chết, rồi mẹ bác sĩ cũng chết, rồi bác sĩ có khi cũng không còn, cũng đi, có khi đi sớm nữa là khác. Nó vậy đó. Đấy, đó là cái quy luật vô thường, cho nên Đức Phật nói thân là vô thường. Cho nên bữa mà cái cô mà là bà con với Đức Phật mà đến mà nghe pháp Đức Phật thị hiện, có một cô gái sao rất là đẹp, cực kỳ đẹp như thế, mà mới vừa hết cái thời giảng là thấy cô kia quẹo xuống sau lưng chết, ở sao có là á lên cái vậy đó, người ta không biết là gì hết trơn á, nhưng mà cổ ngộ được lý lẽ vô thường. Ở đó đại chúng không ai thấy, có mình nên cổ thấy à, tại cổ chấp vào cái thân đẹp quá, cho nên Đức Phật phá cái chấp vào thân đẹp đó, thấy thân là vô thường, thấy thân là bất tịnh. Đấy, để làm gì? Để mình á, để mình không có còn mà chấp vào cái thân này nữa. Cho nên vì vậy đó mà mình được cái thân người á, nói là mình có cái thân người rất là quý. Cho nên quý mà không phải là để nuôi dưỡng, để giữ gìn, để bảo vệ hoài. Mình biết quý, có những người đó, lại có những người như thế này nè, quý vị biết không? Có những người đó, nói Đức Phật nói có được thân người á, thì quý lắm. Cho nên người đó cứ giữ gìn cái thân người hoài, bám chấp vào cái thân, yêu mến cái thân đó hoài, không dám buông bỏ, cưng chiều cái thân đó, nuôi dưỡng cái thân đó. Nhưng mà không biết nó rồi, nó sẽ vô thường. Đấy, rồi nói nếu mà nói thân vô thường, bất tịnh, cái quỷ hoại thân này, cái muốn bỏ thân này, muốn quỷ hoại nó, thì vậy cũng là sai. Mà Đức Phật nói cái thân mình khó được, mà khi mình được cái thân này thì phải gắn quý trọng nó để làm gì? Để mà tu tập, chứ nó rất là vô thường tạm bỡ. Đấy, rồi nói cái thân này bất tịnh á, là để cho mình đừng có quý chuộng cái thân này. Khi có được mình đừng có quý chuộng nó quá, rồi mình ôm ấp nó hoài, mình giữ gìn nó hoài, mình không có bỏ. Mà mình phải biết để mình lắng ra mình tu tập. Cho nên không có phải là có được thân rồi cái nói thân quý, cái mình lo giữ hoài thân mà mình không lo tu, rồi nói thân bất tịnh cái mình chán ghét, mình quỷ hoại cái thân đi, thì cũng không phải. Do như vậy đó mà khi mà mình có được thân này, mình biết thân này nó rất là khó gạt, khó được, mà được thân này rồi đó, khó giữ, nó là vô thường, thì phải biết để mình có được thân này, mình gắng cố gắng để mình tu tập, mình khỏi phụ công ơn của mình, qua nhiều đời kiếp mình tu rồi mới được cái thân này. Đấy, rồi á, mình biết được cái thân này á, nó là bất tịnh, thân này nó là do duyên hợp giả có, nó có mà nó có không thật, để làm gì? Để mình đừng có bám luyến vào nó, mình đừng có khi mà mình thấy nó nhơ bẩn quá rồi cái quỷ hoại nó đi, cho nên cũng không được. Do đó đó mà nói á, mình á, được thân này đó, mình phải gán để mình lo tu tập, có được thân mà gặp được Phật Pháp là điều quý dữ lắm. Cho nên nó có bài kể đó gì đó, Phật thại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật còn ở đời á, thì mình còn trầm luân ở đâu á? Phật tại thế thời, Phật còn ở đời thì mình còn trầm luân ở đâu á? Nay á, mình được cái thân này á, thì Phật diệt độ mất tiêu rồi, Phật Niết Bàn nó mất rồi. Mình than ôi cái thân mình nó nhiều nghiệp chướng dữ lắm, không có thấy được cái nay được cái thân này á, thì không có thấy được cái tướng của Đức Phật. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, rồi bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được cái sắc thân của Như Lai. Nhưng mình còn diễm phúc là còn được thấy hình tượng của Đức Phật, mình còn diễm phúc là còn nghe được Phật Pháp. Đấy, thì giờ mình biết được thân mình á, là Đức Phật nói á, là khó được,
Phật pháp là khó nghe, thì giờ mình được thân này rồi, mình phải làm sao? Phải gắng cố gắng mình tu tập. Mình được có nghe được Phật pháp rồi thì mình cũng phải gắng cố gắng để mình tu tập. Thì như vậy đó mới gọi là người đó biết được cái lời Phật dạy, gọi là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Chứ còn thôi á, thì mình cứ nghĩ hai cái cực đoan. Một á, thì nói thân này khó được, cái có được thân này, cái bám víu thân này, giữ gìn thân này, lo bảo vệ nó không. Nhưng mà không ngờ bảo vệ nó cỡ nào rồi nó cũng phải ra đi. Nó là vô thường, tạm bỡ. Rồi khi nói bất tịnh, cái mình thấy thân mình bất tịnh quá, nhòm gớm quá rồi thôi, chán ghét nó, muốn quỷ hoại nó. Thì hai cái đó đều là không đúng. Cho nên vì vậy mình phải làm sao đó, mình phải cố gắng để mà mình tu tập. Đức Phật nói để cho phá cái chấp của mình, để mình ráng là mình tu tập, để mình học hỏi. Mình khi mà có được thân này á, mình ráng mình tu tập để khỏi cô phụ cái thân. Có được Phật pháp, mình ráng học hỏi Phật pháp để mình hiểu được nghĩa Phật pháp, để không có mà có cái lỗi đối khi được thân này, được nghe Phật pháp. Cho nên nói quý vị mình vô nghe cái bài khai kinh không, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp cao siêu lý rộng sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con gặp được xin trì tụng, nguyện hiểu chân thật nghĩa nhiệm màu. Như vậy thì cái Phật pháp á, rất là màu nhiệm, rất là sâu màu, vô thượng thậm thâm, rất là sâu màu, sâu nhiệm dữ lắm. Rất là sâu màu dữ lắm. Khó nghe, khó gặp dữ lắm. Ngàn năm muôn kiếp khó tìm cầu, mà ngàn năm muôn kiếp khó mà gặp được, chứ đâu phải đơn giản đâu. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Bá thiên là bao nhiêu? Là 100.000. Vạn kiếp là vạn, một vạn là 10.000 kiếp nữa. Mà khó mà có gặp lắm. Nan tao ngộ khó mà gặp lắm, chứ đâu phải đơn giản đâu. Mà bữa nay mình gặp được, gọi là ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nay con mà gặp được thì sao? Nên thọ trì. Thọ trì là gì? Thọ trì là đọc tụng không hay gì? Không có. Thọ trì tức là mình phải giữ gìn, mình phải hiểu được nó, rồi ứng dụng sống tu tập theo nó. Đó là thọ trì. Mình phải giữ gìn, mình tu tập như vậy đó. Để làm gì? Để hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai, hay là hiểu được cái nghĩa nhiệm màu chân thật đó. Chứ còn thôi mình mà chỉ đọc xuông xuông có khi mình không hiểu nổi đâu. Phải thọ trì như vậy đó thì mới hiểu được. Như vậy thì chúng ta nghe Đức Phật nói nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chúng ta thấy đúng không? Rất là đúng. Nhân thân năng đắc, được thân người rất là khó, trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập dữ lắm mới được thành thân người. Được thân người mà khó giữ nữa. Nó vô thường tạm bỡ bất tịnh như vậy đó. Rồi giờ Phật pháp khó nghe đó. Coi như là bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ mà. Mà Phật pháp rất là màu nhiệm, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Như vậy mà bây giờ mình nghe được Phật pháp nữa, thì vậy mình phải cố gắng làm sao để mà mình tu tập, để mà khỏi cô phụ. Thứ nhất là mình khỏi cô phụ cho mình. Tại vì mình tu tập nhiều đời kiếp lắm mới làm được con người như thế này đó. Mà bây giờ nếu mà mình không tu tập nữa thì mình biết đâu mình rớt trở lại là luân hồi cái cõi nào đó. Như nãy giờ nó rớt cái cõi súc sinh nào đó là kể như mình phí rồi. Giống như bây giờ quý vị mình thấy mình trồng cái cây thôi, trồng cái cây đó là 5 năm nó mới có trái. Nhưng mà lỡ mà mình không khéo săn sóc mà nó chết đó, mình thấy mình tiếc không, mình uổng không? 5 năm thôi mới có trái mà chết còn uổng như thế. Mà mình muôn đời kiếp mình tu tập để thành được con người mình, mà bây giờ mình không giữ gìn, mình không bảo vệ được, để nó rớt là một cái cõi nào, giống như gọi là chết đó, nó rớt một cõi nào đó, thì mình thấy mình tiếc cỡ nào không? Uổng không? Uổng hơn cái cây mà 5 năm, 10 năm mà nó mới vừa có trái thôi, nó chết mình còn uổng như vậy. Mà bây giờ mình nhiều đời kiếp mình tu tập như thế này mới được con người như thế này, mà làm con người đây mà mất thân người, không tìm lại được thân người nữa, thì thấy uổng cỡ nào? Do vậy mà phải nỗ lực để tu tập, để khi mất thân người này mà được cái thân người sau hoàn chỉnh hơn như nãy nói. Rồi giờ á, Phật pháp á, là rất là sâu màu đó, là muôn ngàn năm khó được gặp, mà bây giờ mình gặp được đó, nói Phật pháp khó nghe đó mà coi như là Phật pháp năng văn đó. Như vậy bây giờ khó nghe mà mình nghe được, mình hiểu được là mình biết mình có duyên nhiều đời kiếp với Phật pháp rồi. Bây giờ mình phải nỗ lực để mình tu tập nữa, mình phải thọ trì. Đó, nay mình nghe được, gặp được mình phải thọ trì. Để làm gì? Để hiểu được cái chân kinh nghĩa nhiệm màu.
Cho nên mà gọi là hồi xưa mà thiền sư Minh Chánh có một cái bài kệ đó đó, có bài kệ nói sao sao như không tu ơn ngang này. Tôi còn nhớ có ba câu giờ câu đầu quên rồi. Sao mà gọi là phú quý kinh nhân giấc mộng dài đó, chẳng rõ bản lai vô nhất và công lao luống uổng một đời ai. Tôi quên cái câu đầu. Công danh cái thế màng xương sớm. Cái công danh của mình đó, tức là những cái danh tiếng của mình đó, là cái thế là hơn đời, giống như cái màng xương buổi sớm vậy thôi, nắng lên rồi đã tiêu hoại. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, phú quý là giàu có mà người sợ đó, kinh nhân là người sợ đó, giống như giấc mộng dài vậy thôi, giấc mộng trong cuộc đời, giấc mộng mộng cả đời người mình đó. Chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công lao luống uổng một đời ai, một đời thôi, một đời tôi. Để hai giờ thì mình coi như là cái công danh đó, giống như cái màn sương buổi sớm, giàu có hơn người, kinh người đó, thì cũng giống như giấc mộng dài. Bây giờ quan trọng nhất là phải làm sao rõ bản lai vô nhất, tức là thấy được Phật, thấy được cái sự chân thật của Phật Pháp, thấy được nhiệm màu của Phật Pháp để mình tu tập, thì mới không phí được cái công lao, không có luống uổng được một công lao của cuộc đời của mình. Chứ còn thôi công lao luống uổng một đời mình, luống uổng sống trên đời rồi cái mình cũng lăn lộn, rồi cái chết rồi cái tu tập chút lên làm người cái chết nữa, thì vậy rất là luống uổng đấy. Như vậy thì hôm nay cũng hết giờ rồi ha. Trước khi dứt lời, chúng tôi cũng cầu nguyện Hồng Quang Tâm Bảo luôn gia hộ toàn thể quý Phật tử luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, đủ niềm tin với Đức Phật để tinh tấn tu tập. Khi mình được thân người gán giữ gìn, nếu bây giờ muốn thấy, nói Đức Phật nói là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, mà bây giờ mình được thân người mà mình được nghe Phật Pháp nữa, thì phải cố gắng giữ gìn giới Pháp để chúng ta hiện đời đây được an lạc, giải thoát và tương lai không còn khổ đau nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình hồi hướng mình nghỉ ha. Hãy